đứa nào đấy? Cháu nó của bà đây ạ. Già rồi còn thể hiện vô dụng. Càng ngày tôi càng không chịu được tính của thím đấy. Thím thở ra câu nào là thím hắt nước bẩn vào người khác, chối bỏ trách nhiệm sai trái của mẹ con thím. Mẹ nhắm làm được thì mẹ làm, mẹ không làm được thì thôi. Đây mẹ làm xong mẹ còn kêu. Mẹ, con chào mẹ ạ. Nhân dịp năm mới bác lì xì cho Bảo nhá. Chúc Bảo sang năm mới nhiều sức khỏe này, học giỏi, hay ăn trong lớn, nghe lời ông bà cha mẹ nhá. Vâng. Cái này mà cũng gọi là lì xì á mẹ. Ít này chả bỏ tiêu. Chả chê ạ. Bảo, sao cháu lại nói như thế? Ba ơi, cái này thì không trách cháu nó được. Bởi vì ở mạng thành phố nhà em ý, người ta lì xì ít nhất là 200.000 cơ, chứ không ai lại lì xì 100.000 như bác cả. Thế cả thời buổi bây giờ ai ẩn câu lệ dùng bao lì xì nữa. Người ta chơi lớn là người ta đưa thẳng tiền mặt luôn. Bao lì xì chỉ dành cho những cái người mà nghèo, không có tiền thôi. Cháu nó còn nhỏ, chị đừng trách cháu nó nhá. Bác nghèo nhưng mà thôi con cứ nhận đi, cho bác vui. Đấy, ngoan lắm. Em dạy như thế là làm hư con đấy. Cô chẳng biết gì hết cả. Cháu tôi nó là người thành phố, nó tiêu tiền kiểu thành phố. Nó nói như thế là đúng rồi còn gì nữa. Còn mắng mỏ nó nữa. Kìa mẹ, trẻ con ở thành phố hay là ở nhà quê thì khác gì nhau đâu ạ. Quan trọng vẫn là cách giáo dục của gia đình chứ ạ. Má ơi, bác Trang có mắng cháu ấy. Sao lại không khác hả? Nó ở thành phố, nó có ăn, có học. Hơn nữa nó lại là cháu trai nữa. Nó muốn gì thì mặc kệ nó. Mà cô ấy, cô có đẻ được con trai đâu mà cô biết được. Với cả em có biết dạy cháu nó hay không? Không đến lượt chị đánh giá đâu ạ. Thôi kệ nó đi, lắm chuyện lắm. Hai mẹ con đi vào nghỉ ngơi. Đi đường xa về quê vất vả lắm rồi còn gì nữa. Dạ vâng ạ. Chào con. Đấy. Đây là mâm cơm cùng các cụ, sao cháu lại bới tung lên như thế? Cơm này mà cho người ăn à? Cháu không ăn đâu. Bảo, cháu không được làm như thế. Làm như thế là hư đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lại có chuyện gì thế nữa hả? Sao cô lại cứ hơn thua một đứa trẻ con đấy nhỉ? Người lớn cứ bắt bẻ trẻ con là sao? Chị Trang này, chị có thành kiến gặp mẹ con em ạ? Mới về được có vài tiếng mà nghe chừng muốn đuổi đi luôn ý. Thím thương, thím đừng có gắp lửa bỏ tay người như thế. Thím nhìn mâm cơm cúng đi, hương còn chưa tàn mà Bảo đã xới tung tất cả mọi thứ lên, lại còn chê cơm cúng nữa. Như vậy là không được. Cô đừng có kiếm chuyện với cháu nội tôi nhá. Nó thì biết cái gì chứ hả? Tất cả là tại cô hết. Cơm nước cái kiểu gì mà đến bữa ăn rồi chưa có cái gì ăn cả. Bây giờ cháu nó đói thì nó phải đi tìm cái ăn chứ. Kìa mẹ, sao bây giờ lại lỗi tại con ạ? Không tại cô thì tại tôi chắc. Cô tiếp đón chẳng có chu đáo gì cả. Đáng lẽ ra ấy, cô phải hỏi cháu nó xem là nó thích cái gì, nó đói thì nó cần cái gì thì cô phải đưa cho nó, phục vụ nó cho chu đáo. Đằng này lại để nó phải đi tìm. Mà chị Trang này, Bảo nhà em ý, nó sống quen trên thành phố rồi, nên là mấy cái món bánh trưng hay gà luộc này nó không thích đâu. Cháu nó chỉ thích ăn bistec, mì ý hay là khoai tây nghiền thôi chị ạ. Mẹ ăn được, con ăn được, thì tại sao cháu lại không ăn được ạ? Ở nhà quê chúng tôi toàn ăn những món này thôi. Bây giờ ăn được thì ăn, mà không ăn được thì vẫn phải ăn. Cháu không ăn đâu. Ý, cô thấy chưa? Tất cả là tại cô hết đấy. Cô ngang ngược nó vừa vừa chứ. Thế bây giờ cô có làm được không? Nếu như cô không làm được thì để cái thân giả tôi đây, để tôi xuống bếp tôi làm. Nghe chừng chị Trang có vẻ không thích con với cả cháu nội của mẹ có mặt ở đây hay sao ấy. Nên là chị cứ tỏ thái độ khó chịu thôi. Nhưng mà mẹ cũng không việc gì phải vì con, vì cháu mà làm gia đình bất hòa đâu ạ. Con nghĩ là anh nhà con cũng đi chúc Tết bạn bè chắc sắp về rồi đấy. Chắc gia đình con chuẩn bị khăn gói lên thành phố luôn ạ. Thôi, con không phải đi đâu hết cả. Đây là nhà cháu nội của bà. Cháu bà không phải đi đâu hết. Có bà rồi à, đố đứa nào dám bắt nạt cháu đấy. Tôi cũng truyền đời báo kiếp cho cô biết. Cô ấy mà còn bắt nạt cái thằng Bảo với cái Thương nữa nhá thì chết với tôi. Bây giờ ấy, cô xuống bếp làm món bistec, mì ý, khoai tây nghiền ạ. Thế cô có làm được không? Nếu như không làm được thì cô đi cả cái làng này tìm bằng được về cho tôi. Còn nếu không nữa
thì cô khỏi phải ăn. Mẹ, thím thương, nếu như hai người thấy những cái hành động đấy của Bảo là ngoan là giỏi thì hai người vẫn cứ tiếp tục bảo lưu quan điểm đi ạ, rồi sẽ có một ngày phải nhận hậu quả đấy ạ. Thôi, chị xấu tính như thế, bảo sao mãi ở đất quê này không bao giờ khá khẩm lên được. Trời ơi, tầm nhìn của nó có qua nổi được cái ao láng đâu mà. Cháu nội của bà đây ạ. Ôi giời, cháu nội của bà đấy à? Mà sao cháu lại hất nước vào người bà thế? Ướt hết cả mặt mũi bà rồi đây này. Thì tại cháu muốn gọi bà dậy nhưng bà không dậy, ngủ như chết đi. Nên cháu phải hất thử xem bà có dậy không. Thế cháu bà gọi bà dậy có việc gì đấy? Dạ, tại cháu thấy chỗ quê mùa này nó nhàm chán quá, không như trên thành phố có PS4, PS5 để chơi game. Nên là con chán quá. Thế à? Ồ thế. Thế bây giờ bà chơi với cháu nhá. Bà có cái trò này á, bà đảm bảo ấy cháu nội của bà là thích luôn. Thật không đấy? Thật mà, ở đây trẻ con đứa nào cũng thích trò này. Ơ kìa, sao cháu lại đẩy bà như thế? Thì bà bảo là làm trâu làm ngựa cho cháu cưỡng gì, mau quỳ đi. Thì từ từ đã nào, bây giờ đầu gối bà đau, lưng bà yếu rồi, con phải bình tĩnh đấy chứ, con cứ bình tĩnh rồi bà sẽ cưỡi được. Nào, lên đây nào. Đi. Nhảy thế thì bà đi làm sao được, từ từ đã nào. Giờ đến là vui chưa, cái trò này chán chết, cái bà già này, già rồi còn thể hiện vô dụng. Ôi dồi ôi, này, sao mày dám hả, láo thật đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Sao mẹ lại ra nông nỗi này? Là tại cái thằng Bảo này, mẹ bảo mẹ làm trâu làm ngựa cho nó chơi. Ai ngờ đâu, nó nhảy tưng tưng trên lưng mẹ. Thế xong rồi, nó lại còn ăn nói bố láo bố tết. Nó còn chửi cả mẹ nữa, tôi đạp mẹ. Ôi giời, kìa mẹ. Mẹ nói gì thế ạ? Cháu nó còn bé, nó có biết cái gì đâu. Mẹ nhắm làm được thì mẹ làm, mẹ không làm được thì thôi. Đây mẹ làm sao mẹ còn kêu. Cháu nó hư thì bà cũng phải có quyền bảo ban nó chứ. Sao mẹ nói chuyện con nghe con chẳng lọt nổi cái lỗ tai con thế nhở? Lỗi là do mẹ già rồi, mẹ không thể làm trâu làm ngựa cho cháu được thì thôi đi. Sao bây giờ mẹ lại quay ra mẹ bảo cháu nó hư? Hư chỗ nào ạ? Sao từ đầu mẹ đồng ý làm trâu làm ngựa cho cháu nó làm gì? Mà đã làm trâu làm ngựa rồi, được phép được kêu hay sao ạ? Thím thương, càng ngày tôi càng không chịu được tính của thím đấy. Thím thở ra câu nào là thím hất nước bẩn vào người khác, chối bỏ trách nhiệm sai trái của mẹ con thím. Con thím hư như thế này là do thím không biết dạy đấy. Đúng rồi đấy. Nó hừ như thế mà vẫn còn bênh được. Cái chỗ nhà quê này ồn ào ấy nhở? Mẹ, mình chuyển lại lên thành phố đi. Chứ cái chỗ nhà quê vừa ồn ào vừa chán chết lại còn bẩn thỉu này, mình chiếm sổ đỏ làm gì chứ? Ôi, con lại nói như thế, lộ hết bí mật của mẹ con mày. Hóa ra cô về đây, cô làm những cái chuyện như thế này là vì cái sổ đỏ nhà này à? Vâng. Thế bây giờ mẹ già rồi thì đằng nào mẹ chả mất. Mẹ mất thì mẹ để lại của cải cho con cho cháu không được à? Cô im mồm ngay. Anh, sao anh lại đánh em? Con sai đã đành, cô là mẹ, cô còn dạy con sai. Ăn nói hỗn láo, cô nguyền rủa mẹ tôi như thế đấy ạ. À? Em dạy con như thế thì có gì là sai? Mà cả em có sai, anh cũng không được phép đánh em như thế chứ. Tôi mới tát cô một cái thôi, vậy mà cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Đấy chỉ là nỗi đau thể xác thôi. Còn mẹ tôi thì sao? Đây cũng là lỗi tại mẹ nữa. Mẹ chiều cháu Bảo quá. Nhiều lần Trang đây nó đã cảnh tỉnh mẹ về cách cư xử với thái độ của thằng Bảo, nhưng mà mẹ vẫn cố tình bênh. Mẹ xin lỗi Trang nhá. Có lẽ mẹ đã phải nhận nghiệp từ cháu mẹ rồi. Bảo, bố nói con nghe, bà là người rất ruột đẻ đau sinh ra bố, nuôi nấng bố trưởng thành thì bố có được như ngày hôm nay, có một cuộc sống tốt hơn. Và con cũng thế, con có một cuộc sống tốt hơn, môi trường tốt hơn thì con phải học tập những điều tốt, chứ không phải cái thói hốt láo hư đối với người lớn như vậy. Con bảo xin lỗi bà và bác Trang đi. Con xin lỗi bà. Cháu xin lỗi bác ạ. Trẻ con như một tờ giấy trắng. Em xem, em làm mẹ rồi, em lại có thể dạy con như thế à? Em xem lại bản thân mình đi. Nếu không ý, thì đừng dạy hư con nữa. Dạ, tiện đây. Thì con cũng nói luôn, ngôi nhà và mảnh đất này của mẹ, con không cần một cái gì hết. Mẹ gạch tên con ra khỏi sổ đỏ để cho vợ con khỏi nhòm ngó. Anh nói cái gì đây? Sao lại không cần? Anh không cần, nhưng mà con mình cần chứ. Anh muốn dạy cho con của mình phải tự làm bằng chính đôi bàn tay và đứng dậy bằng chính đôi bàn chân của nó, chứ không phải ham ăn lười làm, ăn sắt nằm ngửa, phải dâng tận mồm, chỉ biết hưởng thụ thôi. Còn em, anh phải nói chuyện riêng với em. Em đi với anh.
Lòng tốt của con đã bị hiểu sai rồi. Một lần nữa mẹ xin lỗi con nhá. Cháu bảo nó hư như thế này cũng một phần là do mẹ nó dạy dỗ dung túng nữa con ạ. Chỉ cần mẹ hiểu ra và cháu bảo tốt lên là con đã mừng rồi ạ.